Ace Cook. Đây không phải là một ước mơ dễ dàng, nhưng là ước mơ của tất cả mọi người, là trẻ nhỏ hay người lớn. Bất kỳ người Việt nào cũng có chung khát khao. Dù bạn là ai, dù bạn ở đâu, chúng ta cùng nhau hy vọng, cùng nhau chiến đấu, không bao giờ bỏ cuộc, cho đến khi giấc mơ trở thành hiện thực. Giấc mơ không bao giờ kết thúc. Ace Cup Việt Nam cùng bạn hướng đến chiến thắng của đội tuyển quốc gia.